Với các đối tượng là doanh nhân, dân văn phòng, cần một mẫu laptop mỏng, nhẹ, độ cơ động cao, thì hầu hết các mẫu laptop trên thị trường hiện nay thường bớt đi các cổng kết nối để máy được mỏng hơn. Thế nhưng với slogan là laptop 14 inch mỏng nhất thế giới có đầy đủ các cổng kết nối, thì Asus ZenBook 14 UX425 sẽ là mẫu laptop mình muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. ZenBook của Asus được coi là laptop thuộc phân khúc cao cấp tại thị trường Việt Nam với mức giá khoảng 22 triệu đồng. Với cân nặng chỉ 1,17 kg và mỏng có 13,9 mm, đây là mẫu laptop cực kỳ mỏng, siêu mỏng, rất rất mỏng và nhẹ, thế nhưng mức độ hoàn thiện cực kỳ chắc chắn. Mình hoàn toàn có thể nâng được máy lên bằng một tay và cầm thực sự rất là dễ dàng. Thiết kế của Asus chưa bao giờ làm người dùng thất vọng. Toàn bộ máy được làm bằng kim loại sang trọng với bề mặt bên ngoài là họa tiết đường tròn đồng tâm. Logo của Asus được đặt lệch sang bên cạnh trái. Tuy có hơi bám vân tay một chút lên bề mặt, nhưng chỉ cần các bạn chịu khó vệ sinh một chút là được. Vì máy được làm bằng kim loại thì nên khung máy cực kỳ chắc chắn, không có cảm giác ọp ẹp hay flex một chút nào cả. ZenBook 14 được kiểm tra cực kỳ khắt khe về độ tin cậy cũng như là độ bền chuẩn quân đội. Thả rơi tự do, các bài kiểm tra về nhiệt độ, độ ẩm, Asus ZenBook 14 đều có thể vượt qua được. Thế nhưng khuyến cáo là các bạn không nên thử tại nhà. Mở máy ra thì phần bản lề Egolip vô cùng quen thuộc của Asus giúp tự động nâng máy lên một góc 2,5 độ tạo một góc đánh máy rất là tiện lợi, thoải mái. Các bạn hoàn toàn có thể mở được mẫu laptop này bằng một tay. Như đã nói ngay từ đầu thì mình cực kỳ ấn tượng với các cổng kết nối của mẫu ZenBook này. ZenBook 14 có mọi thứ của một mẫu laptop đầy đủ các cổng kết nối, bao gồm HDMI, USB Type-A, một khe thẻ microSD. Đặc biệt là có hai cổng Thunderbolt 4 có khả năng mở rộng kết nối đa dạng, hỗ trợ sạc nhanh và truyền dữ liệu lên đến 40 GB. Thêm vào đó thì Acer cũng cực kỳ tâm lý khi trang bị kèm với máy một dây cáp chuyển đổi từ Type-C sang jack audio 3.5 và cáp chuyển đổi từ USB Type-A sang LAN để có thêm nhiều sự lựa chọn khi các bạn có thể sử dụng. Vì là laptop cực mỏng, cực nhẹ thế nên bốn viền màn hình cũng siêu mỏng. Phần cạnh trên vẫn được Asus trang bị webcam và bên cạnh đó các bạn có thêm cả camera hồng ngoại giúp đăng nhập bằng khuôn mặt, có thể hoạt động kể cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Các bạn sẽ không cần phải nhập mật khẩu, giúp tiết kiệm thời gian và tăng tính bảo mật cho chiếc laptop của mình hơn rất là nhiều. ZenBook 14 thì có màn hình 14 inch Nano Edge, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS, tỷ lệ màn hình là 16:9, độ sáng đạt được lên đến 300 nit với công nghệ chống chói. Nói chung đây sẽ là một màn hình đẹp với màu sắc trung tính, góc nhìn gần như là tuyệt đối. Khi các bạn ngồi ở các góc khác nhau thì góc nhìn cũng gần như là không thay đổi. Ngoài các tác vụ văn phòng và giải trí cơ bản ra thì đối với màn hình này các bạn làm những công việc liên quan đến đồ họa hay hình ảnh thì cũng hoàn toàn là ok. Xuống dưới phần bàn phím, trải nghiệm gõ phím tốt, hành trình phím nông, khoảng cách giữa các phím lớn thế nên là các bạn sẽ không lo bị bấm nhầm. Ngoài ra thì bàn phím còn hỗ trợ đèn LED nền giúp các bạn hoàn toàn có thể làm việc được trong môi trường thiếu sáng. Touchpad của máy phải nói là cực kỳ lớn hơn rất là nhiều so với các laptop Windows khác. Touchpad được phủ lên một lớp kính thế nên là cảm giác tracking cũng cực kỳ mượt. Ngoài ra thì touchpad tích hợp thêm cả phần bàn phím số. Khi cần bật lên thì các bạn sẽ ấn vào một chiếc phím chức năng ở góc bên phải. Khi bật bàn phím lên thì các bạn vẫn có thể sử dụng được touchpad như bình thường. Và nếu không cần sử dụng bàn phím số nữa thì các bạn có thể tắt đi. ZenBook 14 được trang bị CPU Intel Core i5-1135G 7 Tiger Lake thế hệ thứ 11 mới nhất với 4x8 luồng, giúp xử lý đa nhiệm, làm việc năng suất với các tác vụ văn phòng. Thêm vào đó thì còn được bổ sung bởi đồ họa tích hợp Intel Iris Xe Graphics mới cho hiệu suất vượt trội hơn hẳn UHD Graphics tiền nhiệm. Và nếu như các bạn chơi các tựa game nhẹ như là Dota 2 thì FPS đạt được tương đối cao và ấn tượng, thế nên mình nghĩ là giải trí ở mức cơ bản thì hoàn toàn tốt. RAM thì sẽ là RAM 8GB LPDDR4X. Máy cũng được trang bị ổ cứng SSD 512GB đảm bảo thời gian khởi động máy nhanh chóng. Với Wi-Fi 6 mới nhất thì các bạn có thể tận hưởng tốc độ không dây nhanh gấp 5 lần so với Wi-Fi 5. Hệ thống âm thanh cũng được Asus tinh chỉnh bởi Harman Kardon, đảm bảo đem lại trải nghiệm âm thanh khi phát ra loa khá là trong và không bị vang một chút nào cả. Thêm vào đó, với nhu cầu và yêu cầu làm việc từ xa như là trong thời điểm hiện nay, thì ZenBook được trang bị công nghệ khử tiếng ồn AI có thể lọc được tiếng ồn xung quanh và chỉ tập trung vào giọng nói của con người. Vì thế, khi tham gia các buổi họp trực tuyến hay là làm việc qua các công cụ như là Zoom, thì các bạn sẽ nghe được rõ hơn những gì mọi người đang nói và không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tiếng ồn xung quanh. Cuối cùng là thời lượng pin thì theo hãng quảng cáo cực kỳ ấn tượng khi lên tới 15 giờ sử dụng. Thêm vào đó là tính năng sạc nhanh có thể khôi phục với mức sạc 60% chỉ trong 49 phút, giúp chiếc Asus ZenBook luôn trong tình trạng sẵn sàng làm việc cả ngày mà không lo bị gián đoạn công việc. Và với bộ quà tặng trị giá lên tới 800.000 đồng thì các bạn đừng bỏ lỡ Asus ZenBook tại đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả nhé.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.